4 thân mến, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữ viết bài tập tuần tiếng Việt lớp 4 tập 1 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữ bài tập của tuần 3 với chủ đề là mỗi người một vẻ. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong tuần này thì chúng ta sẽ có hai kiến thức trọng tâm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ được học luyện từ và câu, là luyện tập về danh từ. Thứ hai là các em sẽ được học về tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm. Thì trong hai tuần trước thì chúng ta đã được học kiến thức về danh từ, khái niệm thế nào là danh từ. Thì danh từ là những từ chỉ người, chỉ vật, chỉ hiện tượng tự nhiên và chỉ thời gian. Ngoài ra chúng ta còn được học danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là danh từ gọi tên của một loại sự vật, còn danh từ riêng là danh từ gọi tên một sự vật cụ thể riêng biệt, và danh từ riêng thì sẽ được viết hoa. Thì trong tuần 3 này thì chúng ta sẽ được học luyện tập lại toàn bộ kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng, và chúng ta sẽ học thêm một kiến thức mới nữa là chúng ta sẽ học tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm. Thì đây chính là phần kiến thức trọng tâm trong tuần 3 này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu luyện tập. Trong phần đọc hiểu luyện tập này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc mỗi người một việc, sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc một lần. Bài đọc mỗi người một việc. Trong một gia đình hạnh phúc nọ có anh chị em, họ sống với nhau vui vẻ đầm ấm, nhưng rồi một hôm họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất. Mắt nói tôi suốt ngày phải nhìn, tai nói tôi suốt ngày phải nghe, mũi nói tôi suốt ngày phải ngửi, tay nói tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà, chân nói tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy, và tất cả cùng kêu lên. Mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống. Mồm nghe vậy buồn lắm, nó quyết định không ăn uống gì nữa và bỏ đi nằm im lặng. Hết một ngày cả nhà ai cũng mệt và buồn. Mắt nói không biết vì sao tôi mệt, không muốn nhìn nữa. Tai cũng nói tôi chẳng muốn nghe, chân bề ngoài kêu lên tôi cũng không chạy được nữa. Lúc ấy mọi người mới sực nhớ mồm không ăn, mệt lạ, đang nằm ngủ im lặng. Chúng chợt nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước, tất cả cùng nhau đi gọi mồm dậy và mang thức ăn đến. Thôi cậu ăn đi, cậu uống đi, bọn mình xin lỗi cậu. Bây giờ mồm mới chịu ăn. Sau khi mồm ăn uống, tất cả cảm thấy khỏe hẳn lên, tất cả vui vẻ cười đùa. Từ đó trở đi chúng sống với nhau thân ái và hòa thuận với ăn. Câu 1, trong câu chuyện mắt tai mũi tay chân cãi nhau về việc gì? A, ai là người làm việc nhiều nhất? B, ai là người quan trọng nhất? C, ai là người giỏi nhất? D, ai là người tốt bụng nhất? Vậy thì để trả lời câu hỏi số 1 này thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của bài đọc để tìm ra câu trả lời. Trong một gia đình hạnh phúc có anh chị em, họ sống với nhau vui vẻ đầm ấm, nhưng rồi một hôm họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất. Như vậy ở trong câu chuyện mắt tai mũi tay chân đang cãi nhau về việc là xem là ai là người làm việc nhiều nhất. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây chính là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Câu 2, vì sao mồm lại quyết định không ăn uống gì nữa? A, vì mọi người trong nhà nói mồm không làm gì cả, chỉ rong chơi suốt ngày. B, vì mọi người trong nhà nói mồm lười biếng, suốt ngày chỉ ăn và ngủ. C, vì mọi người trong nhà nói mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống. D, vì mọi người trong nhà nói mồm không nghe lời, nói chuyện suốt ngày. Vậy để trả lời được câu hỏi số 2, chúng ta lại tiếp tục quan sát nội dung bài đọc để tìm ra câu trả lời. Mắt nói tôi suốt ngày phải nhìn, tai nói tôi suốt ngày phải nghe, mũi nói tôi suốt ngày phải ngửi, tay nói tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà, chân nói tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy, và tất cả cùng kêu lên. Mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống. Mồm nghe vậy buồn lắm, nó quyết định không ăn uống gì nữa và bỏ đi nằm im lặng. Như vậy lý do mà mồm quyết định không ăn uống gì nữa là bởi vì mồm bị các bạn nói rằng suốt ngày chỉ ăn và uống không làm gì cả. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án C. Lý do mồm lại quyết định không ăn uống gì nữa vì mọi người trong nhà nói mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống. Thì các em hãy quay trở lại đáp án C giúp cô. Câu 3, một ngày mồm không ăn thì cả nhà trở nên như thế nào? A, cả nhà ai cũng trở nên vui vẻ và phấn khởi. B, cả nhà vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. C, cả nhà ai cũng lo lắng mang thức ăn đến cho mồm. D, cả nhà ai cũng trở nên mệt mỏi và buồn. Để trả lời được câu hỏi số 3 này, chúng ta lại tiếp tục quan sát nội dung của bài đọc để tìm ra câu trả lời. Hết một ngày cả nhà ai cũng mệt và buồn, mắt nói không biết vì sao tôi mệt, không muốn nhìn nữa. Tai cũng nói tôi chẳng muốn nghe, chân lệ ngoài kêu lên, tôi cũng không chạy được nữa. Lúc ấy mọi người mới sực nhớ mồm không ăn, mệt lạ, đang nằm ngủ im lặng. Như vậy thì một ngày mồm không ăn thì cả nhà đã trở nên rất là mệt mỏi và buồn. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án D. Một ngày mồm không ăn thì cả nhà trở nên rất mệt mỏi và buồn. Các em hãy quanh tròn vào đáp án D giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Sau khi mồm ăn uống xong, cả nhà đã cảm thấy như thế nào? A, cả nhà vẫn còn tuệ oải và mệt mỏi, cười đùa vui vẻ cùng nhau. B, cả nhà cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên, cười đùa vui vẻ cùng nhau. C, cả nhà cảm thấy hạnh phúc khi mồm đã ăn uống trở lại. D, cả nhà cảm thấy đỡ mệt hơn, cười đùa vui vẻ cùng nhau. Chúng ta lại tiếp tục quan sát bài đọc để tìm ra câu trả lời. Chúng chợt nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước, tất cả cùng nhau đi gọi mồm dậy và mang thức ăn đến. Thôi cậu ăn đi, cậu uống đi, bọn mình xin lỗi cậu. Bây giờ mồm mới chịu ăn. Sau khi mồm ăn uống, tất cả cảm thấy khỏe hẳn lên, tất cả vui vẻ cười đùa. Như vậy thì sau khi mồm ăn uống xong thì cả nhà cảm thấy rất là khỏe khoắn và cười đùa vui vẻ cùng nhau. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 chính là đáp án B. Sau khi mồm ăn uống xong, cả nhà cảm thấy khỏe hẳn lên, cười đùa vui vẻ cùng nhau. Vậy các em hãy quanh tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua câu 5. Qua câu chuyện em đã rút ra được bài học gì? A, các bộ phận trên cơ thể đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau nên cần phải yêu thương và quan tâm lẫn nhau. B, mỗi người đều có một giá trị riêng, không nên đem ra để so sánh hay ganh ghét đố kỵ lẫn nhau. C, người trong một gia đình không nên ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau. D, người trong một gia đình cần phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy thì qua câu chuyện thì chúng ta đã rút ra được bài học gì các em nhỉ? Đó là mỗi một cá nhân, mỗi một con người thì đều có một giá trị riêng. Như vậy chúng ta không nên đem ra để so sánh hay là ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Như vậy thì qua câu chuyện thì chúng ta đã rút ra được một bài học, đó là mỗi người đều có một giá trị riêng, không nên đem ra để so sánh hay ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 5 chính là đáp án B. Các em hãy quay tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu 6. Em hãy tìm các danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên thay thế cho mỗi bông hoa dưới đây. Vậy thì ở đề bài số 6 yêu cầu là chúng ta sẽ phải đi tìm các danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên để thay thế cho các bông hoa trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn sau. Sau một đêm ...to, lớn, sáng hôm sau người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ rũ lông, rũ cánh cho nhanh khô rồi cánh nhích ra ngoài, tia ...ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta đó là mình sẽ đi tìm các danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên để thay thế cho các bông hoa ở trong đoạn văn này. Đầu tiên, với bông hoa đầu tiên là chúng ta có thể chọn một danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên, đó là từ mưa. Chúng ta sẽ được câu là sau một đêm mưa to và gió lớn. Như vậy trong câu văn đầu tiên chúng ta sẽ tìm được hai danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên, đó là mưa và gió. Sau một đêm mưa to gió lớn, sáng hôm sau mọi người đã thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ rũ lông rũ cánh cho nhanh khô rồi khẽ nhích ra ngoài.
Tiên nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên. Như vậy ở bông hoa số 3 chúng ta sẽ điền danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên đó là nắng. Như vậy ở ba bông hoa này thì chúng ta sẽ điền các danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên lần lượt như sau, đó là mưa, gió và nắng. Vậy thì ở bông hoa số 1 thì chúng ta sẽ điền danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên đó là mưa. Ở bông hoa số 2 chúng ta sẽ điền danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên đó là gió. Ở câu văn số 3 chúng ta sẽ điền danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên đó là nắng. Thì đây chính là ba danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên thay thế cho ba bông hoa ở trong câu 6. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy tìm ba danh từ trong các bức tranh sau. Bức tranh số 1 chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây sẽ có cây xanh này, có con khỉ này, có dòng suối này và có một quả táo. Như vậy thì chúng ta có thể tìm được ba danh từ xuất hiện trong bức tranh đó là con khỉ này, cây này và quả táo. Vậy danh từ đầu tiên xuất hiện trong bức tranh đó là con khỉ. Danh từ số 2 xuất hiện trong bức tranh đó là cây. Danh từ số 3 xuất hiện trong bức tranh đó là quả táo. Đây là ba danh từ xuất hiện trong bức tranh và cả ba danh từ này thì đều được gọi là danh từ chung. Tiếp theo ở bức tranh số 2 chúng ta nhìn thấy là có đồng hồ này, có bạn nhỏ này, có cái chăn này, có cái gối này và có cái giường. Như vậy chúng ta sẽ chọn ra ba danh từ có trong bức tranh này, đó là đồng hồ này, gối này, chăn là ba danh từ xuất hiện trong bức tranh. Danh từ đầu tiên đó là đồng hồ. Danh từ số 2 là gối. Danh từ số 3 là chăn. Đây là ba danh từ xuất hiện trong bức tranh, thì tất cả ba danh từ này cũng là danh từ chung. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Em hãy gạch chân vào các danh từ chỉ vật và khoanh tròn vào các danh từ chỉ thời gian có trong đoạn văn dưới đây. Cô có đoạn văn như sau: những khi đi làm đương xa, chiều không về kịp, mọi người ngủ lại trong lều, sương xuống mù mịt lạnh buốt. Những bữa cơm tối, các gia đình quây quần ấm áp quanh đống củi lớn, đương bùng bùng cháy. Đoạn văn được trích trong bài Đi làm nương của tác giả Tô Hoài. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm danh từ chỉ vật, là chúng ta sẽ gạch chân vào danh từ chỉ vật đó và chúng ta sẽ đi tìm danh từ chỉ thời gian và chúng ta sẽ khoanh tròn vào danh từ chỉ thời gian. Đầu tiên, những khi đi làm nương xa, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có danh từ chỉ vật đó chính là nương, là danh từ chỉ vật đầu tiên thì chúng ta sẽ gạch chân. Chiều không kịp về, ở đây chúng ta thấy có danh từ chỉ thời gian là chiều, chúng ta sẽ khoanh tròn vào từ chiều. Mọi người ngủ lại trong lều, vậy chúng ta sẽ có danh từ chỉ vật tiếp theo đó là mọi người và lều. Sương xuống mù mịt lạnh buốt, vậy chúng ta sẽ có danh từ chỉ vật tiếp theo đó là sương. Những bữa cơm tối, chúng ta sẽ có danh từ chỉ vật đó là bữa cơm. Và danh từ chỉ thời gian là tối, chúng ta sẽ khoanh tròn vào từ tối. Các gia đình quây quần ấm áp quanh đống củi lớn đương bùng bùng cháy, vậy thì các gia đình chính là danh từ chỉ vật này. Đống củi chính là danh từ chỉ vật. Như vậy ở trong câu 8 này chúng ta đã tìm được các danh từ chỉ vật đó là nương, mọi người, lều, sương, bữa cơm, gia đình, đống củi và chúng ta đã tìm được danh từ chỉ thời gian đó là chiều và tối. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9. Em hãy thêm danh từ chỉ thời gian hoặc danh từ chỉ người vào vị trí thích hợp để hoàn thành các câu văn sau. Câu A, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em. Như vậy ý của câu 9 là chúng ta sẽ phải đi, một là chúng ta đi thêm danh từ chỉ thời gian, hai là chúng ta sẽ đi thêm danh từ chỉ người vào vị trí ở trong vào vị trí thích hợp trong hai câu văn để chúng ta sẽ được một câu văn hoàn chỉnh trong đó có danh từ chỉ thời gian và danh từ chỉ người. Với câu A thì cô sẽ có một danh từ chỉ thời gian như sau: mùa hạ đến, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em, thì cô sẽ thêm danh từ chỉ thời gian đứng trước hoa bằng lăng để chúng ta sẽ được một câu văn hoàn chỉnh trong đó có chứa danh từ chỉ thời gian. Vậy câu văn của cô như sau. Như vậy là cô đã được một câu văn hoàn chỉnh trong đó có danh từ chỉ thời gian đó là mùa hạ đến, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em, và cô có danh từ chỉ thời gian đó là mùa hạ thì sẽ được thêm vào vị trí đầu của câu văn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2, đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Vậy thì ai là người đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? Và câu trả lời đó là Ngô Quyền. Như vậy chúng ta sẽ có được danh từ chỉ người và trong đoạn văn trong câu văn này, và cô sẽ xếp danh từ chỉ người này đứng trước câu văn đứng ở đầu của câu văn đó là Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, và cô được câu văn hoàn chỉnh như sau. Như vậy chúng ta đã được một câu văn có danh từ chỉ người đó là Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, và danh từ chỉ người ở đây chính là Ngô Quyền. Như vậy là ở cả hai câu văn A và B thì cô đều thêm danh từ chỉ thời gian và danh từ chỉ người đứng đầu của câu văn. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là luyện tập tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm. Cô có đề bài như sau: em hãy đọc báo cáo và trả lời câu hỏi ở dưới. Cô có báo cáo như sau: báo cáo thảo luận nhóm. Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 4B, hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại thư viện trường nhóm 2 đã tiến hành thảo luận nhóm về kế hoạch quyên góp sách vở tặng các trường vùng khó khăn. Thành phần tham gia: Nguyễn Quỳnh Chi, chủ tọa; Phạm Liên Na, thư ký; Bùi Đình Dương, thành viên; Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên. Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau: phát động quyên góp sách báo, Nguyễn Quỳnh Chi; tiếp nhận và trao gửi sách báo, Bùi Đình Dương, Phạm Liên Na; tổng hợp sách và báo theo từng phân loại, Nguyễn Quốc Tuấn; người viết báo cáo, Lena, Phạm Liên Na. Sau khi chúng ta đã đọc xong báo cáo thảo luận nhóm rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, báo cáo trên viết về vấn đề gì? Thì các em nhìn thấy là báo cáo thảo luận nhóm về kế hoạch quyên góp sách vở tặng các trường vùng khó khăn. Như vậy báo cáo trên viết về vấn đề kế hoạch quyên góp sách vở tặng các trường vùng khó khăn. Như vậy với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ có câu trả lời đó là báo cáo trên viết về vấn đề kế hoạch quyên góp sách vở tặng các trường vùng khó khăn. Ý tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là một báo cáo gồm những thông tin gì? Vậy thì chúng ta thấy là đầu tiên báo cáo thảo luận nhóm ở đây chúng ta thấy có tiêu đề là báo cáo thảo luận nhóm. Thứ hai là chúng ta sẽ có người nhận ở đây chính là cô giáo chủ nhiệm. Như vậy là phần đầu tiên đó là chúng ta sẽ có tiêu đề và người nhận. Tiếp theo chúng ta sẽ có thời gian, hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại thư viện trường nhóm 2 đã tiến hành thảo luận nhóm. Như vậy là thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ có thời gian, địa điểm và chủ đề thảo luận. Thời gian là hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023 và địa điểm là tại thư viện trường, và chủ đề thảo luận ở đây là kế hoạch quyên góp sách vở tặng các trường vùng khó khăn. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có thành phần tham gia. Như vậy thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ có thành phần tham gia thảo luận. Tiếp theo là chúng ta sẽ có kết quả thảo luận, đó là sau khi thảo luận chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau là chúng ta sẽ có kết quả thảo luận. Và cuối cùng người viết báo cáo Lena, Phạm Lena là người viết sẽ ký và ghi rõ họ tên. Như vậy thì một báo cáo thì sẽ gồm có 5 thông tin sau: thông tin thứ nhất là tiêu đề người nhận, thông tin thứ hai là thời gian, địa điểm và chủ đề thảo luận, thông tin thứ ba là thành phần tham gia thảo luận, thông tin số 4 là kết quả thảo luận, thông tin thứ năm là chúng ta sẽ người viết sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ có một báo cáo thì sẽ gồm có 5 thông tin như sau. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời, đó là một báo cáo gồm những thông tin sau. Thông tin đầu tiên đó là tiêu đề và người nhận. Thông tin thứ hai là thời gian, địa điểm, chủ đề thảo luận. Thông tin thứ ba sẽ là thành phần tham gia thảo luận. Thông tin số 4 đó là kết quả thảo luận. Và thông tin số 5 đó là người viết chữ ký họ và tên. Hoặc là chúng ta có thể ghi là chữ ký tên của người viết báo cáo.
Như vậy là chúng ta đã chữa xong được phần 3 luyện tập tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm rồi. Các em nhớ là một báo cáo thảo luận nhóm thì chúng ta sẽ cung cấp thông tin, đó là tiêu đề người nhận này, thời gian, địa điểm, chủ đề thảo luận, thành phần tham gia thảo luận, kết quả thảo luận và chữ ký tên của người viết báo cáo. Thì đấy chính là những thông tin cần có trong một báo cáo thảo luận nhóm. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Đây sẽ là câu trả lời của ý đầu tiên là báo cáo trên viết về vấn đề gì. Tiếp theo đó là ý số 2 là báo cáo gồm những thông tin gì. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, đó là phần nghe nói. Cô sẽ có đề bài như sau: em hãy trao đổi với bạn bè về nội dung của câu chuyện bóp nát quả cam. Như vậy là chúng ta sẽ dựa vào bốn bức tranh sau để chúng ta sẽ trao đổi với bạn bè của mình về nội dung của câu chuyện bóp nát quả cam. Các em có thể thấy là hình ảnh đầu tiên đó là hình Trần Quốc Toản đang cố gắng là lên thuyền để xin gặp vua và bị quân lính ngăn cản. Bức tranh số 2 là Trần Quốc Toản đã lên được thuyền và gặp được vua, và bức tranh số 3 là Trần Quốc Toản đang bày tỏ nguyện vọng của mình và muốn xin vua cho đi đánh giặc. Và bức tranh số 4 là Trần Quốc Toản đã sau đó Trần Quốc Toản được vua ban cho một quả cam, và vì mình rất là tức giận nên là Trần Quốc Toản đã bóp nát quả cam từ lúc nào không hay. Thì đây chính là nội dung vắn tắt của bốn bức tranh. Dựa vào nội dung của bốn bức tranh này thì cô sẽ kể lại cho các em nghe về nội dung của câu chuyện bóp nát quả cam như sau. Câu chuyện bóp nát quả cam kể về một lần giặc Nguyên sai sứ Tần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trần Quốc Toản vô cùng căm giận khi thấy quân giặc ngang ngược đủ điều, biết vua đang bàn việc nước dưới thuyền. Trần Quốc Toản liền chờ bên bờ để được gặp vua nói hai chữ xin đánh. Nhưng chờ mãi mà không được gặp vua, Trần Quốc Toản liền giằng co với lính canh rồi xông xuống thuyền để được gặp vua. Vừa thấy vua, Trần Quốc Toản liền quỳ xuống xin vua không cho giặc mượn đường, rồi đặt thanh gươm bên gáy xin chịu tội. Vua biết chuyện, không những tha tội mà còn ban cho Trần Quốc Toản một quả cam xem như lời khen. Trần Quốc Toản tạ ơn vua, nhưng trong lòng lại ấm ức vì vua xem cậu là trẻ con, không cho bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản nắm chặt tay và bóp nát quả cam lúc nào không hay. Thì đây chính là nội dung của câu chuyện bóp nát quả cam. Các em hãy nhớ dựa vào bốn bức tranh trong phần nghe nói này và dựa vào nội dung mà cô vừa nói vừa kể để chúng ta hãy nhớ trao đổi lại với bạn bè của mình về nội dung của câu chuyện bóp nát quả cam các em nhé. Như vậy là cô hướng dẫn các em chữa xong bài tập của tuần 3 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 4. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.